Good afternoon, Tri Lim xin thân chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Tri Lim xin mời các bạn tham quan khu chợ truyền thống cổ xưa ở Melbourne, Australia, tên là Queen Victoria Market. Thưa các bạn, mời các bạn vào bên trong khu chợ. Thì bên trong khu chợ đây là cái khu phần nhà lồng ở bên trong khu chợ các bạn ạ. Còn khu nhà kính ở bên trong, tức là bán thực phẩm và hải sản tươi sống ở phía bên trong. Trước mắt các bạn đây là cái dãy hàng ẩm thực của tất cả các nước trên thế giới được bày bán ở đây vào ngày Chủ nhật. Thật là thú vị các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đó là building cao tầng ngất ngưỡng của thành phố đã xây dựng sau này. Đối chiếu với một cái khu chợ thật là đơn sơ mộc mạc của ngày ban đầu thì các bạn thấy hai tương phản rất nhiều. Tuy nhiên người Úc vẫn chọn đây là một cái di tích văn hóa và giữ tồn tại trên một mảnh đất giữa trung tâm thành phố rất là rộng. Đó là biểu hiện cái sự tôn vinh của những cái thế hệ đi trước đã xây dựng đất nước này các bạn ạ. Các bạn thân mến, thì các cửa hàng ẩm thực của các nước đang bày bán ở đây và du khách rất thích thưởng thức những món đặc sản của các nước, và người ta đang sắp hàng chờ để mua những cái món đặc sản các bạn ạ. Ở đây thì các bạn thấy sau khi mua xong thì các bạn có thể ngồi thưởng thức những cái ghế chung quanh và nhìn những người đi qua lại để thưởng ngoạn cái khung cảnh ngày cuối tuần ở chợ Queen Victoria Market các bạn ạ. Các bạn thấy thì những cái căn lầu cao tấp kia là xây dựng rất là hiện đại và trù phú, bên cạnh một ngôi chợ rất là đơn giản và tĩnh lặng của một cái thời xa xưa. Điều này nói lên thành phố Melbourne vừa có những cái sự cổ kim và pha trộn các bạn. Các bạn thấy những cái gian hàng thịt nướng mà barbecue người ta rất thích thú sắp hàng để chờ mua, các bạn thấy rất là tuyệt vời. Vì sau khi các bạn đã đi tham quan khu chợ lồng phía bên trong gồm có các dịch vụ về gia đình hay là những cái dịch vụ về du lịch giải trí, còn có những cái cửa hàng bán về dịch vụ về đồ lưu niệm của những khách đi du lịch đến Úc, thì rất đầy đủ các cái sản phẩm ở phía bên trong chợ các bạn. Bây giờ là buổi chiều, do đó chủ nhật, do đó người ta đi đến đây rất đông, và người ta sau khi dạo phố và ghé chợ Victoria mua sắm một số những cái dụng cụ cần thiết và ghé thưởng thức những cái món ăn truyền thống của các nước trên thế giới ở đây, từ những cái món ăn của các nước ở châu Âu, châu Á, và kể cả những cái món ăn truyền thống của những cái nước ở Trung Đông vân vân. Những một nước có những cái đặc sản và các món ăn rất là đặc biệt. Đây là cái dịp mà chúng ta có thể thưởng thức những cái món ăn truyền thống của các nước rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là những cái dãy bán nón mũ các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì các bạn thấy người ta vẫn lần lượt đi vào chợ, bởi vì trong khu chợ này có bốn cửa rất là dễ dàng và thong thả bước vào chợ các bạn. Người đi đến đây thì các bạn thấy rằng tập hợp rất nhiều các sắc dân. Điều này chứng tỏ rằng một đất nước Úc tổng hợp nhiều các văn hóa khác nhau, do đó có nhiều cái ngành ẩm thực khác nhau được quy tụ ở chợ Victoria Market. Điều này là một cái nơi mà chúng ta khám phá tổng quát. Các bạn thân mến, thì bây giờ thì tiếp ở ngoài trời vẫn là những cái món ẩm thực mà người ta thích. Bên cạnh đây là những cửa hàng bán đồ về mũ nón các bạn, và những cái mũ nón này là mang cái tính cách truyền thống của người Úc, đặc biệt là nón nỉ.
Và sau khi đi tham quan một vòng các chợ thì người ta chọn lựa những cái cửa hàng ẩm thực nào ở thế giới mà có ở đây thì chúng ta người ta có thể mua để thưởng thức và xếp hàng chờ đợi. Các bạn thấy rất là đông người. Bên trong nhà lồng chợ thì đó có những cái khu vực bán về mũ nón và các cái dịch vụ hàng ngày, và phía trong kia nữa là có những cửa hàng bán về trái cây và các thực phẩm các bạn. Kế tiếp đây là một cửa hàng về barbecue đồ nướng của một cái nước trên thế giới các bạn ạ. Và kế tiếp đây nữa là những cái dịch vụ về bánh mì và những cái đồ ăn về thịt barbecue nướng cay xiên vân vân. Người ta rất là an nhàn tự tại thong thả đi dạo và bên cạnh thưởng thức những món thực phẩm đặc sắc của các nước trên thế giới thì đều rất là lý thú của những ngày cuối tuần các bạn. Các bạn thì thấy ở phía bên ngoài này người ta vẫn bày bán những cái dụng cụ về gia dụng và những dịch vụ về nhà nhu cầu, ví dụ đây là nhu cầu về dụng cụ về nhà bếp vân vân. Tất cả những cái dụng cụ về gia đình cũng có bày bán ở đây. Và chợ này có một cái nét đặc điểm là bán hàng giá rất là tương đối các bạn. Đây là những cái món nón nỉ đặc biệt của người Úc. Rất là truyền thống đó các bạn. Các bạn thân mến thì ở chợ Queen Victoria này á thì có một cái nét đặc biệt là có những chợ đêm vào ngày tối thứ tư vào mùa hè là nơi quy tụ nhiều cửa hàng ẩm thực của các gian hàng trên thế giới với những món ăn rất đặc sản nổi tiếng của mỗi nước. Chúng ta có dịp thưởng thức những đặc sản này rất hấp dẫn và chợ đêm này có những khu ẩm thực vòng bao quanh khu chợ. Và ở giữa chợ là một khu hàng bán hàng lưu niệm, có những nhạc công đường phố biểu diễn rất hấp dẫn cho mọi người thưởng ngoạn. Đặc biệt vòng quanh khu ẩm thực với những món barbecue là món thịt nướng nóng của Úc và mùi thơm gia vị rất hấp dẫn và bắt mắt, do đó nhiều du khách và khách hàng phải đứng chờ xếp hàng để mua. Nhiều món ẩm thực truyền thống bạn phải xếp hàng dài chờ đợi gần 5 đến 10 phút mới mua được một món mình thích, đó là một điều rất là thích thú các bạn. Qua chợ đêm chúng ta thư giãn thưởng thức những món ăn truyền thống và thưởng thức những cái màn biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố đồng quê ở Úc, nó lên một cái ý nghĩa truyền thống của ngôi chợ này rất là đặc biệt. Các bạn thân mến, bây giờ ở ngoài vòng của chợ này đó, người ta vẫn tiếp tục dạo quanh và chọn lựa những cái món hàng mà người ta thích. Và các bạn thân mến, những cái ngôi villa building đồ sộ ngày nay đã làm choáng ngợp một cái ngôi chợ. Tuy nhiên, người dân Úc vẫn thích đến những ngôi chợ này để tìm được cái giá trị chân thực truyền thống của ngày xưa mà cha ông người ta đã xây dựng. Và tập hợp ở đây là tất cả những hàng hóa về nông sản của Úc ở miền Victoria và của các nước Úc chở về đây. Các bạn thấy khu nhà lồng này nó rất là thoáng và bày bán tất cả các những cái hàng hóa về dịch vụ gia đình và những dịch vụ về hàng lưu niệm. Phải nói là rất đầy đủ và không thiếu một món gì các bạn ạ. Còn gì vui bằng khi một ngày chủ nhật cuối tuần thong thả các bạn đi dạo quanh khu chợ Victoria mua những cái món hàng và rất giá trị và rất là vừa túi tiền và đồng thời chúng ta ngắm được phố phường và cái sắc thái của tất cả các người dân của các nước trên thế giới đã đổ về đây để tìm ra được một cái nét chung, đó là một nước Úc đa văn hóa các bạn. Thật ra nước Úc là nước đa văn hóa, tất cả các nước
trên thế giới, châu Âu, kể cả châu Mỹ Latin và các nước Trung Đông và cả châu Á thì quy tụ về đây rất nhiều. Và sự phồn vinh của đất nước này được nhờ có những cái bàn tay ẩm thực và những cái nghệ nhân đem đến đây những cái món truyền thống của các nước khác nhau. Đó là một cái nét tổng hợp hài hòa của ngôi chợ Victoria Queen Market, bác ạ. Các bạn thấy phía bên trong nhà lồng thì mỗi một khu vực người ta bày bán các cái hàng hóa khu vực khác nhau. Đây là khu vực về trò chơi dành cho những cái đồ dùng về giày vớ vân vân và áo quần. Và kế tiếp đây là những cái khu vực về truyền thống đó các bạn nhé, tất cả những cái đồ dụng cụ về nhà bếp rất là tiện lợi khi chúng ta đi chợ và ghé mua. Qua đây là khu vực về vấn đề về đồ lưu niệm các bạn, đồ lưu niệm ở đây đặc biệt là những cái món đồ lưu niệm của người thổ dân, mang cái tính cách bản địa gốc cổ xưa. Và khi người Úc đến đây lập nghiệp, và người thổ dân là người đầu tiên ở mảnh đất này, và khi đến du lịch Úc, người ta không quên mua những cái món đồ về kỷ niệm, nhất là những cái món hàng từ các người thổ dân làm ra. Đó là một cái nét rất là văn hóa của người Úc và cũng như của người đi du lịch. Bên đây cạnh đây các bạn thấy là những cái hàng hóa bán về giày, túi xách da của các chị em phụ nữ và các áo quần các bạn. Thì các bạn biết hàng hóa ở đây thì một cái khu chợ rất là truyền thống, giá rất là mềm và vừa túi tiền của người lao động. Do đó khách đến đây rất là đông vào ngày cuối tuần. Ngôi chợ này thành lập cách đây 144 năm đã trôi qua. Chợ Queen Victoria Market là ngôi chợ lớn nhất khu vực ở Nam Bán Cầu. Hiện có hơn 600 quầy hàng bán các đầy đủ các hàng từ nông sản thực phẩm đến các đồ lưu niệm và đồ truyền thống. Diện tích khu chợ này gần 7 hecta các bạn nhé, rất rộng và vẫn được chính quyền thành phố rất quan tâm và bảo tồn những cái nét xưa cổ ở đây. Đặc biệt thời Covid, hậu Covid thì chính quyền thành phố đã của thành phố đã chi 500 cái vé cho những ai mỗi vé $200 nếu những người nào muốn thưởng ngoạn những món ăn ở đường phố ở đây thì được lãnh một vé $200 để cả gia đình ghé để thưởng thức. Và những $200 này được nhà nước tài trợ để khơi động lại cái kinh tế của cái khu chợ sau thời hậu dịch. Đó là một điều rất thú vị các bạn. Các bạn thấy bên ngoài khu chợ thì vẫn mọi người tấp nập đi vô từ các cổng của chợ rất là đông. Và nhìn khu chợ này thì chúng ta có đặc biệt là người ta đi chợ rất là thong thả và nhìn ngắm những cái món hàng người ta thích và thưởng thức những món thực phẩm đặc sản của tất cả các nước trên thế giới. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với ngày cuối tuần đó các bạn. Và trước mắt các bạn là một cái những cái building cao ngất trời bên cạnh chợ Victoria Street, là một ngôi chợ truyền thống bên cạnh những cái lâu đài, những cái building cao ngất trời, phản ảnh hai trạng thái cổ kim rất hài hòa. Và người Úc người ta rất là tôn vinh cái sự truyền thống tốt đẹp này. Các bạn thân mến, đến bây giờ thì Tri Liêm xin đã giới thiệu với các bạn sơ qua nội dung bên trong của khu chợ Victoria Street, Victoria Market.
Và bây giờ Tri Linh cũng chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video clip của Tri Linh. Các bạn nhớ subscribe và giới thiệu bạn bè cùng xem. Tri Linh xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày bình yên và hạnh phúc bên người thân của mình. Tri Linh xin hẹn lại các bạn những video clip sắp tới. Trân trọng, thân chào tất cả các bạn.